Chào các em, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành chữa đề ôn thi vào lớp 10, môn toán đề số 1. Các em lưu ý trong quá trình làm bài thì chúng ta phải tuân thủ một số yêu cầu. Thứ nhất là đối với cả mỗi dạng bài, việc đầu tiên đó là việc tư duy ra cách làm bài toán. Với thứ hai là chúng ta luyện cách trình bày. Và quan trọng thứ ba đó là kết quả chính xác. Chúng ta sẽ bắt đầu vào bài số 1. Bài số 1 cho biểu thức P ban đầu bằng căn x cộng 1 trên căn x trừ 1 cộng căn x trừ 1 trên căn x cộng 1 bằng 2x cộng 2 trên x trừ 1 và yêu cầu A là rút gọn biểu thức P. Nói chung để rút gọn một biểu thức chứa biến, chẳng hạn như ở trường hợp này là chứa căn x, thì các bước thực hiện là: bước 1, phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm mẫu thức chung. Bước 2, tìm mẫu thức chung và quy đồng. Bước 3 là thực hiện phép tính nhân tử để thu gọn tử. Bước tiếp theo là phân tích từ thành nhân tử và rút gọn biểu thức. Và nếu trong trường hợp đề bài có cho sẵn điều kiện xác định rồi thì chúng ta không cần phải tìm điều kiện xác định nữa. Nhưng nếu đề bài chưa cho thì chúng ta tiến hành tìm điều kiện xác định. Và chúng ta sẽ bắt đầu rút gọn cái biểu thức P này. Đầu tiên, phân tích biểu thức cái mẫu thành nhân tử. Đây là căn x trừ 1 cộng căn x trừ 1 trên căn x cộng 1 trừ đi 2 căn x cộng 2 chia cho căn x trừ 1 trên căn x cộng 1. Đây là bước thứ nhất, phân tích mẫu thành nhân tử. Bước thứ hai, chúng ta tiến hành quy đồng với mẫu chung ở đây là căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1. Ở cái phân tích thứ nhất thì cái thừa số phụ của chúng ta đó là căn x cộng 1 nhân nhân tử thì bằng căn x cộng 1 tất cả bình, cộng với phân tích thứ hai, thừa số phụ của nó là căn x trừ 1 nhân lên trên tử bằng căn x trừ 1 bình phương trừ đi. Cái dấu trừ này rất nhiều học sinh hay bị sai. Khi em đưa dấu trừ lên tử thì ta hiểu rằng là dấu trừ của cả cái tử, nên là để chắc chắn chúng ta trừ đi ngoặc 2 căn x cộng 2. Bước tiếp theo chúng ta tiến hành thực hiện phép tính nhân tử. A cộng B tất cả bình bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Tiếp theo A trừ B tất cả bình bằng A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương trừ đi 2 căn x trừ 2. Tất cả chia cho căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1. P bằng, bước này chúng ta thu gọn tử x cộng x bằng 2x. Về kinh nghiệm thu gọn thì bao giờ cũng thu gọn cái ẩn có bậc cao nhất, ở đây cao nhất là x so đến căn x. 2 căn x trừ 2 căn x là hết, còn lại là âm 2 căn x, âm 2 căn x. Bước tiếp theo là đến số 1 cộng 1 bằng 2 trừ đi 2 là hết. Như vậy tử của chúng ta là 2x trừ đi 2 căn x trên căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1 bằng. Bước còn lại là phân tích tử thành nhân tử. Chúng ta đưa 2 căn x ra ngoài, bên trong còn căn x trừ 1 chia cho căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1 và rút gọn cả tử và mẫu cho căn x trừ 1. Kết quả cuối cùng là bằng 2 căn x trên căn x cộng 1. Vì đề bài này chưa cho điều kiện xác định nên chúng ta tiến hành đặt điều kiện xác định DKXD. Điều kiện xác định, điều kiện xác định của một cái phân thức, đầu tiên là mẫu thức khác không. Thứ hai, bản thân x ở đây ở trong căn thì x phải lớn hơn bằng 0. Vậy thì điều kiện là x ở trong căn x lớn bằng 0. Với điều kiện x lớn bằng 0 thì căn x cộng 1 đương nhiên khác 0 nên không cần đặt điều kiện. Còn căn x trừ 1 khác 0 khi căn x khác 1 và bình phương ta có x khác 1. Như vậy là điều kiện xác định ở đây là x lớn hơn bằng 0, x khác 1. Chúng ta chuyển sang câu B. Câu B của chúng ta là tính giá trị của P biến x bằng 4 cộng 2 căn 3. B nhỏ, tính giá trị của P biết x bằng 4 cộng với 2 căn 3. Với những bài toán tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của x, việc đầu tiên ta kiểm tra xem giá trị x đó có thỏa mãn điều kiện xác định hay không. 4 trừ cộng với 2 căn 3 thì đảm bảo là lớn bằng 0 và khác 1, nên đây là giá trị thỏa mãn điều kiện xác định. Và chúng ta có một kinh nghiệm nhỏ nhỏ, đó là biểu thức P của các em là chứa là 2 căn x trên căn x cộng 1, có nghĩa là chứa căn x. Vậy thì việc đầu tiên chúng ta hãy tìm xem là cái căn x bằng bao nhiêu bằng cách biến đổi như sau. X bằng 4
cộng 2 căn 3. Bản chất của nó chính là hàm đẳng thức. Căn 3 bình phương cộng với 2 nhân căn 3 nhân 1 cộng với 1 bình phương. Và đây là hàm đẳng thức. Ta kiểm tra lại, 3 cộng 1 bằng 4, 2 căn 3. Đây chính là hàm đẳng thức A cộng B tất cả bình, với A bằng căn 3 và B bằng 1. Đây là bằng căn 3 cộng 1 tất cả bình phương. Từ đó suy ra được là căn x chính bằng căn của căn 3 cộng 1 tất cả bình và bằng căn x bằng giá trị đối của căn 3 cộng 1. Nhưng do căn 3 cộng 1 là một số lớn hơn 0 nên giá trị tuyệt đối của nó bằng chính nó, chính là bằng căn 3 cộng với 1. Bây giờ em thay vào P, thay vào P thì P của chúng ta bằng 2 căn x, có nghĩa là 2 nhân căn 3 cộng 1 chia cho căn x cộng 1 tức là căn 3 cộng 1 rồi cộng thêm 1. Ở trên tử chính là 2 căn 3 cộng với 2 chia cho căn 3 cộng 2. Các em lưu ý là với những biểu thức chứa căn và số thì kết quả cuối cùng phải được trục căn thức và khử mẫu để mất căn ở mẫu. Trường hợp này chúng ta tiến hành nhân liên hợp. 2 căn 3 cộng với 2 nhân với liên hợp của mẫu là căn 3 trừ 2. Ở dưới là căn 3 cộng 2 nhân căn 3 trừ 2. Trên tử ta nhân đa thức bình thường. 2 căn 3 nhân căn 3 bằng 6 trừ 4 căn 3 cộng với 2 căn 3 trừ 4 chia cho, đây là A bình trừ B bình tức là bằng 3 trừ 4. Vậy thì P của chúng ta sẽ bằng 6 trừ đi 4 bằng 2. Âm 4 căn 3 cộng 2 căn 3 là bằng âm 2 căn 3 trên 4 trừ 3 là âm 1. Ta rút gọn cuối cùng sẽ bằng là 2 căn 3 trừ đi 2. Như vậy là với việc P, với việc giá trị của x bằng 4 cộng 2 căn 3 thì P bằng 2 căn 3 trừ đi 2. Chúng ta tiếp tục sang câu C. C nhỏ là câu hỏi so sánh P với 2. So sánh P với số 2. Cách thức làm nói chung là so sánh một biểu thức P với một số là chúng ta tiến hành các bước. Thứ nhất là xét hiệu, sau đó chứng tỏ hiệu đó âm hoặc dương để suy ra kết quả cuối cùng. Chúng ta ghi lại cái điều kiện của nó. Điều kiện xác định của bài toán này là x lớn bằng 0, x khác 1. Và chúng ta xét P trừ đi 2 bằng P là bằng 2 căn x trên căn x cộng với 1 trừ đi 2 và bằng 2 căn x trừ đi 2 nhân căn x cộng 1 trên căn x cộng 1. Và P của chúng ta bằng 2 căn x trừ 2 căn x trừ 2 chia cho căn x cộng 1. Và kết quả là bằng âm 2 trên căn x cộng 1. Xin lỗi, đây là P trừ 2. P trừ 2 bằng, bây giờ ta thử xem là âm 2 trên căn x cộng 1 này là số âm hay số dương. Thì ta dựa vào điều kiện xác định, ta có x lớn bằng 0 thì tương đương với căn x lớn bằng 0. Tương đương với căn x cộng 1 là lớn bằng 1. Vậy là ta suy ra được là căn x cộng 1 là số dương. Có nghĩa là căn x cộng 1 mẫu của cái P trừ 2 này là một số lớn hơn 0. Từ đó suy ra được là âm 2 trên căn x cộng 1 là một số âm, tương đương với P trừ 2 là bé hơn 0 hay là P bé hơn 2. Với mọi x thỏa mãn là x lớn hơn bằng 0, x khác 1, thỏa mãn điều kiện này. Vừa rồi chúng ta đã được xem phần chữa bài số 1. Với những bài toán rút gọn biểu thức chứa biến thì có mấy cái yêu cầu thì lưu ý lại với các em. Thứ nhất là quá trình rút gọn biểu thức phải là thực hiện theo chuẩn các bước: phân tích tử mẫu thành nhân tử, quy đồng, thực hiện phép tính nhân tử, thu gọn tử, phân tích tử thành nhân tử rồi rút gọn. Tất cả câu B và C là những câu mà nó liên quan đến câu A, thì chúng ta khi thực hiện những cái câu hỏi liên quan đến giá trị của x thì chúng ta cần quan tâm tới điều kiện xác định. Chẳng hạn như câu hỏi này chúng ta kết luận là P bé hơn 2, P bé hơn 2. Nhưng mà P bé hơn 2 không phải là với mọi x mà chỉ là với mọi x mà thỏa mãn điều kiện của bài toán này là x lớn hơn bằng 0 và x khác 1. Chúng ta sẽ tiếp tục sang bài 2 của đề số 1. Bài 2 là một bài giải bài toán nghĩa là phương trình. Đây là một bài toán quen thuộc mà gặp rất nhiều trong các đề thi vào lớp 10 ở nhiều tỉnh thành.
Nội dung bài toán của đề hình số 1 là một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 120 km với vận tốc định trước. Chúng ta phân tích vấn đề, đây là 120 km vận tốc ở cái quãng đường ban đầu của người đó dự định đi. Nhưng thực tế này, sau khi đi được 1/3 quãng đường AB, người đó tăng vận tốc thêm 10 km mỗi giờ trên quãng đường còn lại, tìm vận tốc dự định, biết rằng là người đó đến B sớm hơn dự định là 24 phút. Thì đối với những dạng toán này thì việc đầu tiên đối với các em đó là việc chúng ta phải đọc kỹ bài toán để nắm được dữ kiện của bài toán. Thường đọc 2-3 lần thật chắc chắn, đọc từ từ để nắm các dữ kiện. Cái vấn đề thứ hai là để tìm ra được cái cách giải phương trình này, giải bài toán này, thì thường người ta làm động tác nếu có thể kẻ bảng được thì giúp chúng ta dễ dàng tìm ra được phương trình. Thì cách thức chúng ta kẻ bảng như thế này. Đây là một bài toán chuyển động và có sự biến đổi vận tốc trong quá trình người đó đi từ A đến B. Thì cái dòng đầu tiên là dòng theo dự định. Và chúng ta xem thực tế nó biến đổi thế nào. Thực tế thì trong đề bài có nói là 1/3 quãng đường đầu, 1/3 đoạn AB, và đây là phần còn lại. Một kinh nghiệm để chúng ta lập bảng ra được kết quả nhanh ấy, thì chúng ta quan sát trong đề bài xem là ba cái đại lượng là quãng đường, vận tốc, thời gian, thì cái nào có chúng ta biết trước. Ở đây quãng đường biết rồi, cột đầu tiên là quãng đường. Quãng đường dự định là 120 km. Vậy là 1/3 đoạn đường AB sẽ là 1/3 của 120 là 40. Phần còn lại là 120 trừ 40 bằng 80. Vấn đề tiếp theo là cột nào? Cột thứ hai là cột cần tìm. Cột cần tìm ở đây là cần tìm vận tốc. Vậy cho vận tốc là x. Trong đề bài có nói là sau khi đi hết 1/3 quãng đường AB, có nghĩa là sau khi đi hết 1/3 quãng đường AB với vận tốc ban đầu là vận tốc là x, người đó tăng vận tốc thêm 10 km mỗi giờ, nên phần còn lại là x cộng 10. Vận tốc là x cộng 10 km/h. Đây là thời gian. Cột còn lại đương nhiên là cột thời gian. Và cột thời gian này bao giờ cũng biểu thị qua hai cột đầu. Thời gian bằng quãng đường chia vận tốc. Vậy là bằng 120 trên x. Đây là bằng 40 trên x. Đây là bằng 80 trên x cộng 10. Và kinh nghiệm quan trọng là cột thứ ba này bao giờ cũng là cột để là phương trình. Và cột là phương trình là cột thời gian, chúng ta quan sát vào trong đề xem cái dữ kiện nào chưa sử dụng. Đó là người đó đến B sớm hơn dự định là 24 phút. Và chúng ta biết là 24 phút đổi ra bằng 24/60 bằng 2/5 giờ. Nên là người đó đến sớm hơn dự định là 24 phút có nghĩa là thời gian thực tế ít hơn dự định là 24 phút. Vậy là thực tế nhiều hơn, dự định nhiều hơn, ta có dự định nhiều hơn thực tế mà. Và trừ đi thực tế là 40 trên x cộng với 80 trên x cộng 10 thì bằng 2/5. Đây là việc chúng ta chuẩn bị. Thì nhắc lại là vì người đó đến B sớm hơn dự định 24 phút bằng 2/5 giờ. Vì sớm hơn dự định có nghĩa là thời gian thực tế là ít hơn dự định, và lấy nhiều trừ đi ít, thực tế là ít hơn, thì vậy là lấy 120 là thời gian dự định trừ đi tổng thời gian thực tế này bằng 2/5. Vậy là việc kẻ bảng và định hướng được phương trình này thì chúng ta quan tâm đến vấn đề thứ hai là đặt V là x thì điều kiện của ở đây là gì? X lớn hơn 0 và đơn vị là km/h. Với việc tư duy trên việc cái kẻ bảng này và ra là phương trình này thì chúng ta sẽ trình bày cái bài toán này như sau. Các em chỉ cần quan tâm đến cái bảng này và chúng ta nói được ngay nữa. Gọi vận tốc của người đi xe máy như vào bảng trình bày. Đầu tiên là gọi ẩn và đặt được cân ẩn. Gọi vận tốc của người đó là x. Đây chúng ta nhìn vào là x. Điều kiện chúng ta vừa nói rồi, vận tốc lớn hơn 0, đơn vị là km/h. Sau khi gọi vận tốc thì chúng ta cứ nhìn vào trong bảng chúng ta trình bày thôi. Dấu sao thứ nhất là chúng ta nói vấn đề dự định của người đó. Đây ạ, theo dự định quãng đường người đó đi theo dự định là nhiều vào bảng 120 km. Thời gian dự định đi hết AB là 120 trên x, và đơn vị của thời gian
là giờ. Đây là dòng dự định. Tiếp theo đến thực tế. Thực tế thì có hai đoạn là đoạn đầu với dấu cộng thứ nhất là 1/3 đoạn AB thì dài là 1/3 của 120, tức là bằng 40 km. Và người ta đi với vận tốc là x nên thời gian đi hết đoạn đầu là 40/x bằng ngoặc giờ. Vì đoạn đầu là đã đi được 40 km rồi nên là phần còn lại sẽ dài là đoạn đường còn lại là 120 trừ đi 40 bằng 80 km. Chúng ta để sang bên bảng ạ. Vận tốc trên con đường còn lại là x cộng 10 vì tăng mà, chúng ta ghi là vận tốc trên quãng đường còn lại là x cộng 10 mở ngoặc km/giờ. Và thời gian đi trên quãng đường còn lại là 80/x cộng 10. Giờ sau khi mà chúng ta đã lập luận được tất cả những cái yếu tố trong bảng rồi thì dấu sao còn lại chỉ là dấu sao để đưa ra phương trình, vì thời gian thực tế là ít hơn thời gian dự định là bằng 24 phút, tức là bằng 2/5 giờ, nên ta có phương trình vì thời gian thực tế ít hơn thời gian dự định 24 phút, tức là bằng 2/5 giờ, nên ta có phương trình là 120/x trừ đi 40/x cộng với 80/x cộng 10 bằng 2/5. Và việc còn lại chỉ là giải phương trình này. Chúng ta tiến hành giải phương trình này. Chúng ta sẽ phá ngoặc trừ 40/x trừ 80/x cộng 10 bằng 2/5, tương đương với, đây là 120/x trừ 40/x còn là 80/x trừ đi 80/x cộng 10 bằng 2/5. Nếu bạn nào muốn để nguyên để làm cũng được, còn nếu không ta phát hiện ra có thể rút gọn được cho phương trình để cho hai em có là 40/x trừ đi 40/x cộng 10 thì bằng 1/5. Và chúng ta tiến hành quy đồng. Đây là một bài toán giải phương trình chưa ở mẫu, chúng ta quy đồng 40 nhân x cộng với 10 trừ đi 40x chia cho x nhân x cộng 10 bằng 1/5, tương đương với, hoặc chúng ta có thể tiến hành quy đồng để nguyên em được 40x này cộng với cả 400 trừ đi 40x chia cho x cộng 10 bằng 1/5. Và phương trình còn lại chỉ là 400/x nhân x cộng 10 bằng 1/5. Và ở đây chúng ta suy ra được sau đây. Nhân chéo á, 2000 bằng x nhân x cộng 10. Đó, nhân chéo lên. Và điều này tương đương với phương trình là x bình phương cộng 10x trừ đi 2000 bằng 0. Khi tới phương trình này thì chúng ta có thể tiến hành bấm máy tính. Sử dụng máy tính bỏ túi, chúng ta có thể bấm ra được kết quả như sau. Em nhập số liệu, chẳng hạn như là với phương trình này thì nhập số liệu là A bằng 1, B bằng 10, C bằng âm 2000. Và máy tính cho chúng ta kết quả là X1 bằng 40 và X2 bằng âm 50. X1 bằng 40, X2 bằng âm 50. Thì dựa vào hệ thức VS, chúng ta có thể phân tích thành nhân tử là bằng A nhân X trừ X1 là trừ đi 40, nhân X trừ X2 là cộng với 50 bằng 0. Thì chúng ta có một phương trình tích là X trừ 40 bằng 0
hoặc là x cộng 50 bằng 0. Em có kết quả là x bằng 40 và x bằng âm 50. Đối chiếu với điều kiện bài toán thì đây là kết quả thỏa mãn điều kiện. Còn kết quả này không lấy được, chúng ta loại. Chúng ta trả lời. Vậy vận tốc của người đó là 40 km/h. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chữa bài tập số 2 là bài giải bài toán bằng cách lập phương trình. Chúng ta bước sang bài tập số 3. Chúng ta tiếp tục sang bài toán số 3. Bài 3 cho phương trình x bình phương trừ đi 3m trừ 1x cộng 2m bình phương trừ m bằng 0. Câu hỏi thứ nhất, a nhỏ giải phương trình với m bằng 1. Chúng ta giải như sau. Với m bằng 1 ta có phương trình. Các em thay m bằng 1 vào. Đây 3 x 1 trừ đi 1 còn 2. 2 x 1 bình trừ đi 1 bằng 1. Có nghĩa phương trình x bình phương trừ đi 2x cộng 1 bằng 0. Phương trình này thì cực kỳ đơn giản. Bạn nào có thể biến thành hàng đẳng thức cũng được. Còn nếu không quen thì chúng ta có thể tính bình thường delta. B bình phương trừ 4AC và kết quả bằng 0. Nên phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a là bằng 2 phần 2 bằng 1. Kết luận là vậy, phương trình có nghiệm x bằng 1. Một nghiệm và nghiệm kép, chúng ta có thể trả lời như thế này. Chúng ta tiếp tục sang câu B. B nhỏ, tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thỏa mãn giá trừ x1 trừ x2 bằng trừ 2 bằng 0. Với những bài tập như thế này là bài tập mà gắn liền với nghiệm x1, x2, người ta thường nghĩ đến hệ thức VS. Và bài tập này sẽ thực hiện các bước như sau. Đầu tiên chúng ta tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta gọi phương trình đầu là phương trình số 1 đi. Và dấu sao thứ nhất là phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi delta lớn hơn 0. Tương đương với chúng ta tính delta. B bình phương trừ 4AC lớn hơn 0 tương đương với, ở đây là thành 3M trừ 1 bình phương trừ đi 4 lần 2M bình phương trừ M lớn hơn 0 tương đương với 9m bình trừ 6m cộng 1 trừ đi 8m bình phương cộng 4m lớn hơn 0. Các em tiến hành thu gọn, ta có m bình phương trừ 2m cộng 1 lớn hơn 0. Đây là một hàng đẳng thức có dạng là a trừ b bình phương lớn hơn 0. Một biểu thức dưới dạng lũy thừa bậc chẵn, chú ý 2, 4, 6, 8 sẽ lớn hơn 0 khi cơ số khác 0. Có nghĩa là m trừ 1 khác 0 tương đương với m khác 1. Đây là điều kiện để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta tiếp tục xử lý cái điều kiện thỏa mãn. Thỏa mãn giá trị x2 trừ 2 bằng 0, giải quyết như sau. Giá trị x1 trừ x2 trừ 2 bằng 0 sẽ tương đương với, chuyển về, x1 trừ x2 bằng 2. Và để có thể áp dụng được hệ thức VS, chúng ta phải đưa cái biểu thức này về một biểu thức mới có chứa x1 cộng x2 và x1 nhân x2 bằng cách là bình phương hai vế cái biểu thức đã cho. Đơn giản do biểu thức đã cho là hai vế không âm, ta tiến hành bình phương. Tương đương với x1 trừ x2 bình phương bằng 4 tương đương với x1 cộng x2
bình phương trừ 4 x 1 x 2 bằng 4. Thầy ta gọi là phương trình số 2. Bây giờ biểu thức mới có x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Ta tiến hành áp dụng hệ thức VS cho phương trình 1 để tìm x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Áp dụng hệ thức VS cho phương trình 1 thì các em có là x1 cộng x2 bằng âm b trên a, tức là bằng 3m trừ 1. X1 nhân x2 bằng c trên a là bằng 2m bình phương trừ m. Và ta thay vào cái phương trình 2 này, ở chỗ nào có x1 cộng x2 các em thay bằng 3m trừ 1, chỗ nào là x1 nhân x2 em thay bằng 2m bình phương trừ m. Khi đó phương trình 2 của chúng ta tương đương với, thay vào ạ, 3m trừ 1 bình phương trừ 4 nhân 2m bình phương trừ m bằng 4. Ta khai triển cái biểu thức chứa m này, 9m bình trừ 6m cộng 9 trừ đi 8m bình phương cộng 4m bằng 4. Và ta chuyển vế thu gọn, em có được là m bình phương trừ 2m cộng với, xin lỗi, đây là cộng 1 trừ đi bậc 4 bằng 0, hay là phương trình m bình phương trừ 2m trừ 3 bằng 0. Thì phương trình này các em bấm máy tính thì các em, hoặc là nhẩm nghiệm hệ thức VS, các em có hai nghiệm là một nghiệm bằng âm 1, một nghiệm bằng dương 3. Các em phân tích thành nhân tử là m cộng 1 nhân m cộng 3 m trừ 3 bằng 0. Và phương trình chúng ta có được hai nghiệm, một là m cộng 1 bằng 0 hoặc là m trừ 3 bằng 0. Cuối cùng là m bằng âm 1, m bằng 3. Chúng ta quan sát với điều kiện của bài toán là điều kiện bài toán là m khác 1 thì cả hai giá trị này là thỏa mãn điều kiện. Thỏa mãn điều kiện. Chúng ta kết luận vậy m bằng âm 1, m bằng 3 là thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3 và sau đây là bài tập số 4. Chúng ta sang cái câu 4, cái bài 4 của cái đề này. Đây là bài toán hình. Và với bài tập hình học thì việc đầu tiên đó là chúng ta đọc đề bài và vẽ hình chính xác theo đề bài. Các em sẽ cùng vẽ cùng với thầy. Đề bài là cho đường tròn OR đường kính AB cố định. Chúng ta vẽ đường tròn OR. Đường kính AB cố định. AB cố định. AB đường tròn OR AB cố định. Các em đọc cái câu tiếp theo. Dây CD di động vuông góc với AB tại H nằm giữa A và O. Dây CD di động vuông góc với AB tại một điểm H nằm giữa A và O. Các em có thể vẽ một cái điểm H nằm giữa sao cho vuông góc như thế này. Đây là dây CD vuông góc là điểm H nằm giữa A và O. Dây CD. Tiếp theo, lấy điểm F thuộc cung AC nhỏ. Lấy điểm F thuộc cung AC nhỏ. F đây ạ. Điểm F thuộc cung AC nhỏ. BF cắt CD tại E. BF cắt dây CD tại điểm E. Rồi. AF cắt tia DC tại Y. AF cắt tia DC, đây là tia AF cắt tia DC tại điểm Y. Nối AF lên. AF cắt tia DC, phải kéo dài tia DC. DC điểm Y. Câu A nhỏ. Đề bài yêu cầu là chứng minh tứ giác AHEF là tứ giác nội tiếp. Chúng ta bắt đầu vào câu A. A nhỏ
chứng minh rằng tứ giác A, H, E, F là tứ giác nội tiếp, là tứ giác nội tiếp. Các em chú ý là đứng trước một bài toán chứng minh tứ giác nội tiếp, chúng ta hãy nhớ lại hai dấu hiệu rất hay dùng. Dấu hiệu thứ nhất là chứng minh tổng hai góc đối ở 180 độ. Dấu hiệu thứ hai là chứng minh hai đỉnh của tứ giác đó kề nhau mà cùng nhìn đoạn thẳng nối hai đỉnh còn lại một góc bằng nhau. Chúng ta sẽ cùng quan sát xem tứ giác này. Các em hãy quan sát trên hình vẽ. Tứ giác AHEF có góc H đã vuông rồi, do CD vuông góc với AB. Chúng ta thử xem dấu hiệu 1 có thỏa mãn hay không. Nhìn thử xem nếu tổng hai góc đối 180 là được. Góc F này chúng ta thấy ngay nó là góc vuông, do góc AFB là góc nội tiếp chấn ở đường tròn. Vậy thì góc F vuông và góc H vuông suy ra tổng hai góc bằng 180 độ, suy ra tứ giác AHEF là tứ giác nội tiếp. Và việc trình bày như sau: xét đường tròn O, góc AFB bằng 90 độ. Lý do ở đây là do góc nội tiếp chấn nửa đường tròn, chấn nửa đường tròn. Và góc này bằng 90 độ thì chúng ta suy ra góc là AFE bằng 90 độ. Mà góc AHE bằng 90 độ, lý do là do CD vuông góc với AB tại H. Từ đó các em suy ra được tổng hai góc đối là góc AFE cộng góc AHE bằng 180 độ. Về cơ bản đây là gọi là nguyên vật liệu. Chúng ta bây giờ xét tứ giác này. Xét tứ giác AHEF có góc AFE cộng góc AHE bằng 180 độ theo chứng minh trên. Thì các em nói thêm một câu nữa, mà góc AFE và góc AHE là hai góc đối nhau, suy ra tứ giác AHEF là tứ giác nội tiếp theo dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Câu A trong các đề thi, đặc biệt là bài hình, thường là những câu hỏi không khó khăn. Chúng ta chú ý trong quá trình trình bày, lập luận chặt chẽ và trình bày có quy trình để đạt điểm tối đa. Chúng ta tiếp tục sang câu B. Câu B, đề bài yêu cầu B nhỏ chứng minh rằng HA nhân HB, HA nhân HB bằng HE nhân HI. Đây là một câu hỏi khá quen thuộc, câu hỏi chứng minh một đẳng thức về độ dài. Thường gặp những câu hỏi này chúng ta tư duy là theo tam giác đồng dạng hoặc là hệ thức lượng theo tam giác vuông. Ở trường hợp này để muốn chứng minh HA nhân HB đồng dạng với HE nhân HI thì chúng ta phải tư duy là chứng minh một tam giác chứa HA đồng dạng một tam giác chứa HB. Và nếu chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta có thể tư duy như sau ạ. Bây giờ chúng ta phân tích ra cách làm là để có HA nhân HB bằng HE nhân HI thì chúng ta cần có tỷ số. Tỷ số đó được lập như sau: tử là HA, mẫu của cái tỷ số thứ hai là HB. Còn hai đoạn thẳng HE HI để vào hai vị trí chống còn lại, chẳng hạn như là HE HI hoặc là HI HE. Thế ở trong tình huống này thì chúng ta thử xem là với việc này chúng ta tư duy tiếp là tam giác ở phía trên, tam giác HAE đồng dạng tam giác HIB, HAE HIB. Nếu như việc tư duy tam giác HAE và HIB nhiều trong hình khó khăn thì em có thể đổi một trong hai tỷ số này, chẳng hạn như là HA vẫn ở trên HB, còn đây sẽ là HI trên HE. Thầy nhắc lại là nếu tam giác HAE và HIB khó chứng minh đồng dạng, chúng ta có thể đổi vị trí
HE và HI giống nhau thì thành tam giác HAI và HEB. HAI và HEB. Thế trong cái hình vẽ này thì tam giác HAI và HEB thì có vẻ chứng minh đồng dạng dễ dàng hơn, nên ta chọn cái tỉ số thứ hai là tam giác HAI và HEB. Quay lại với hình vẽ của chúng ta, tam giác HAE và HAI, chúng ta quan sát vào hình. Chúng ta vừa tư duy là để chứng minh được cái tỉ số này thì chúng ta sử dụng tam giác đồng dạng là tam giác HAI và HEB. Hãy quan sát đây là hai tam giác vuông, có với tam giác HEB thì vuông tại H và tam giác HAI thì vuông tại A. Cho nên hai tam giác này có hai góc vuông bằng nhau rồi. Chúng ta xem còn góc bằng nhau nào nữa hay không. Thì ở tình huống này chúng ta hãy quan sát tam giác AHI là tam giác vuông tại H nên góc Y cộng góc A bằng 90 độ. Còn tam giác AFB vuông tại F nên góc B cũng cộng góc A này bằng 90 độ. Từ đó chúng ta suy ra rằng là góc Y này này sẽ bằng góc B. Vậy thì tam giác HIA đồng dạng với tam giác HBE, trường hợp đồng dạng là góc góc. Với cái tư duy đó thì chúng ta sẽ trình bày cái câu B như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ chứng minh góc Y bằng góc B. Ta có góc HIA cộng với góc A, ở đây có một góc A thôi, bằng 90 độ. Lý do là do tam giác AHI vuông tại H. Tiếp theo góc ABF cộng với góc A cũng bằng 90 độ do tam giác AFB vuông tại F. Từ hai điều này suy ra góc A, góc H IA sẽ bằng góc A BF. Và ta có thể lý do ghi là cùng phụ góc A. Với việc chứng minh được góc Y bằng góc B rồi, chúng ta sẽ xét tam giác đồng dạng theo thứ tự đỉnh tương ứng như sau. Xét tam giác HIA và tam giác HBE. Các em phải lưu ý là trong quá trình chứng minh đồng dạng, việc thứ tự đỉnh tương ứng là cực kỳ quan trọng. Hãy kiểm tra lại, tam giác HIA góc H vuông và tam giác HBE góc H vuông, chính xác rồi. Tam giác HIA có góc Y bằng góc B của tam giác HBE nên góc Y góc B bằng nhau và IB vị trí thứ hai là chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ nói các điều kiện để đồng dạng. Thứ nhất, do góc AHI bằng góc BHE, hai góc này bằng nhau vì nó cùng bằng 90 độ. Góc thứ hai là AIH bằng góc HBE, hai góc này bằng nhau, chúng ta vừa chứng minh gọi là chứng minh trên. Suy ra tam giác HIA đồng dạng với tam giác HBE, trường hợp đồng dạng là góc góc. Thì suy ra tỉ số tương ứng như sau: HI trên HB bằng HA trên HE. Cái này dựa vào định nghĩa hai tam giác đồng dạng, chúng ta nhân chéo, chúng ta có được là HA nhân HB bằng HI nhân HE. Và đây chính là điều phải chứng minh. Vừa rồi chúng ta đã chứng minh câu B là chứng minh một cái đẳng thức là HA nhân HB bằng HE nhân HI. Lưu ý chúng ta là tìm kiếm từ khóa đó là tam giác đồng dạng hoặc là hệ thức lượng tam giác vuông. Với việc hướng dẫn trình bày vừa rồi thì hy vọng chúng ta sẽ làm được nhiều câu hỏi khác tương tự như thế. Chúng ta tiếp tục sang câu C. Câu C người ta cho thêm điều kiện của bài toán, cái giả thiết như sau ạ. Đường tròn ngoại tiếp tam giác IEF cắt AE tại M. Chứng minh M thuộc đường tròn OR. Trước chúng ta vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác IEF. Các em quan sát trên hình, tam giác IEF là tam giác vuông tại F. Thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác này là trung điểm cạnh huyền IE. Chúng ta xác định, cứ cho đây là điểm O phẩy là trung điểm của IE. Chúng ta vẽ đường tròn
Tâm O phẩy có đường kính là IE. Đề bài nói rằng là đường tròn này cắt cái đường thẳng AE tại điểm M. Cắt AE tại điểm M. Cắt AE tại điểm M. Yêu cầu là chứng minh rằng M thuộc điểm tròn O. Câu C. Chứng minh rằng điểm M thuộc điểm tròn O. Ở bài tập này nếu chúng ta không quan sát kỹ hình thì nhiều bạn ngộ nhận rằng là M đã thuộc O rồi, nên là trong quá trình trình bày đã dùng các góc nối tiếp của đường tròn O mà có gắn với điểm M là sai. Để chứng minh điểm M thuộc đường tròn O thì chúng ta có một kỹ thuật như sau. Các em hãy chú ý là điểm M ở tình huống này là M đang thuộc đường tròn O phẩy. Vậy ở đây chúng ta chỉ cần gọi, đầu tiên là gọi đã. Gọi đường tròn ngoại tiếp tam giác IEF là đường tròn O phẩy với O phẩy là trung điểm của IE. Hãy bám chặt cái giả thiết bài toán là điểm M hiện nay là giao của tia AE với đường tròn O phẩy. Điểm M chưa hề thuộc đường tròn O nên đừng dùng những góc nội tiếp hoặc sử dụng những cái kiến thức nào đó liên quan từ điểm M với đường tròn O. Để chứng minh điểm M thuộc một đường tròn thì chúng ta thường có những cách sau đây. Thứ nhất, chứng minh khoảng cách từ tâm đường tròn tới điểm M bằng bán kính, chẳng hạn như là chứng minh OM bằng R. Cách chứng minh thứ hai là chứng minh điểm M cùng với hai đầu mút của một đường kính tạo thành một góc 90 độ thì cũng là một cách thứ hai. Cách thứ ba là cách chứng minh điểm M cùng với ba điểm khác của đường tròn O tạo thành một tứ giác nội tiếp. Khi đó điểm M cũng sẽ thuộc đường tròn O. Chúng ta trường hợp này chúng ta sẽ chứng minh bằng phương pháp tứ giác nội tiếp. Ở đây thầy sẽ cùng với các em chứng minh cái tứ giác AFMB là tứ giác nội tiếp. Nếu em chứng minh được tứ giác AFMB là tứ giác nội tiếp, trong đó ba điểm AFB đã thuộc đường tròn O, thì ta suy ra điểm M thuộc đường tròn O. Và chúng ta sẽ chứng minh tứ giác AFMB nội tiếp. Chúng ta nối FM này, nối MB này. Bây giờ để chứng minh tứ giác AFMB nội tiếp thì chúng ta làm như sau. Các em hãy quan sát, trong đường tròn O phẩy thì góc FME và góc FIE là hai góc nội tiếp cùng chắn cung EF của đường tròn O phẩy. Nhắc lại, trong đường tròn O phẩy thì góc FME bằng góc FIE vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung gì ạ? EF. Nhưng ở câu B em đã chứng minh được góc I này này bằng góc B rồi, thì từ đó suy ra góc FMA bằng góc FBA. Trong tứ giác AFMB em vừa chứng minh được góc FMA bằng góc FBA mà M và B là hai đỉnh kề nhau, nên theo dấu hiệu của tứ giác nội tiếp thì tứ giác AFMB là tứ giác nội tiếp. Trong đó ba điểm là AFB là ba điểm đã thuộc đường tròn O, thì suy ra điểm M cũng thuộc đường tròn O. Và chúng ta tiến hành chứng minh như sau. Đầu tiên, xét đường tròn O phẩy góc FME bằng góc FIE. Lý do đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cùng EF. Mà góc FIE đã bằng góc FBA ở theo chứng minh trên, ở chứng minh ở câu B đấy, thì từ đó suy ra góc FMA sẽ bằng góc FBA. Bây giờ xét tứ giác AFMB có góc FMA bằng góc FBA theo chứng minh trên, mà
M và B là hai đỉnh kề nhau, thì suy ra tứ giác AFMB là tứ giác nội tiếp theo dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Các em đi thi đừng viết tắt, chúng ta chữa chúng ta viết tắt thế này thôi, mà có 3 điểm là A, F, B đã thuộc đường tròn O rồi. Tứ giác nội tiếp là tứ giác có 4 đỉnh cùng thuộc một đường tròn, nhưng 3 đỉnh là A, F, B đã thuộc đường tròn O, thì chúng ta suy ra điểm M thuộc đường tròn O. Đây chính là điều phải chứng minh. Và chúng ta đã chữa xong câu C. Chúng ta chuẩn bị sang câu D của bài toán này. D. Câu hỏi D là một câu hỏi mà về cơ bản nhiều tỉnh thành thi vào lớp 10 thì câu D là thường câu phân loại để lấy điểm 9,5. Câu D tìm vị trí của H trên OA để chu vi tam giác OHD là lớn nhất. Câu D là tìm vị trí của H trên OA để chu vi tam giác OHD là đạt giá trị lớn nhất. Đây là một bài toán cực trị hình học, và nói chung những bài toán cực trị đại số hình học thì bao giờ phải trả lời hai câu hỏi. Một là giá trị lớn nhất nhỏ nhất bằng bao nhiêu. Hai là xảy ra điều đó thì với hình học thì điểm H được dựng như thế nào, hoặc là với đại số thì giá trị ở biến bằng bao nhiêu. Chúng ta xem là chu vi tam giác OHD bằng cái gì. Chu vi tam giác OHD thì bằng tổng ba cạnh OH cộng với chu vi tam giác OHD và OH cộng với OD cộng với HD. Ở trên hình thì chúng ta nên nối O với D vào, nối OD. OH cộng OD cộng cả HD. Hãy quan sát và chú ý OD bằng R rồi, nên chu vi tam giác OHD mà lớn nhất khi mà OH cộng với cả HD lớn nhất. Chúng ta hãy cùng tiếp tục. Đây, bằng OH cộng với HD cộng với R. Bài toán trở về câu hỏi là tìm điều kiện, tức là tìm giá trị lớn nhất của OH cộng với cả HD. Thế thì chúng ta sẽ làm như sau các em ạ. Các em bình phương OH cộng HD lên. OH cộng HD bình phương thì bằng OH bình cộng với HD bình cộng với OH 2 lần OH nhân HD theo hàm đẳng thức. Và hãy chú ý rằng OH bình cộng HD bình chính bằng OD bình cộng với 2 OH nhân HD. Và OH cộng với HD bình phương thì bằng R bình, vì OD bằng R nên là OD bình bằng R bình cộng với 2 lần OH nhân với HD. Vậy thì OH cộng HD mà lớn nhất khi mà 2 lần OH nhân HD là lớn nhất. Chúng ta sử dụng bất đẳng thức Cauchy như sau. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho OH bình lớn hơn 0 và HD bình lớn hơn 0 thì ta có 2 lần, hoặc dùng luôn là OH bình cộng cả HD bình lớn bằng 2 lần căn của OH bình nhân với HD bình, tương đương với, chúng ta biết rồi, OH bình cộng HD bình tức là OD bình bằng R bình lớn bằng 2 lần căn của OH bình nhân với HD bình là bằng OH nhân OD nhân HD. Từ đây chúng ta suy ra được là hoặc là tương đương với 2 lần OH nhân HD bé hơn hoặc bằng R bình. Các em cộng hai vế với R bình để mà có được cái OH cộng HD tất cả bình, cộng hai vế, vậy là R bình cộng với 2 lần OH nhân HD sẽ bé hơn bằng R bình cộng với R bình. Tương đương với R bình cộng với 2 OH nhân HD chính là OH cộng HD tất cả bình.
OH cộng với HD bình phương bé nó bằng 2R bình. Vậy là OH cộng với HD bé nó bằng R căn 2. Bây giờ cộng thêm R thì nó là chu vi của tam giác OH HD. Chúng ta cộng thêm R vào, OH cộng với HD cộng R thì bé nó bằng R căn 2 cộng R. Từ đây suy ra được là chu vi của tam giác OHD mắc lớn nhất ấy ạ, bằng R căn 2 cộng R. Dấu bằng này xảy ra khi bất đẳng thức Cauchy xảy ra dấu bằng. Và bất đẳng thức Cauchy xảy ra dấu bằng khi mà OH bình bằng với HD bình hay tương đương với OH bằng với cả HD. Nhưng OH bằng HD thì tam giác OHD là tam giác vuông cân tại H. Tam giác vuông cân tại H thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành với cái việc này. Tam giác vuông cân này thì dựng điểm H như thế nào? Vuông cân thì bạn có là tam giác vuông cân thì OH của em ấy, OH là cạnh góc vuông bằng cạnh huyền là OD nhân cốt góc kề là cốt góc HOD, tức là bằng OD là bằng R nhân cốt góc HOD là cốt của 45 độ bằng R căn 2 trên 2. Vậy ta kết luận bài toán là vậy chu vi tam giác OHD mắc bằng R căn 2 cộng R khi và chỉ khi điểm H thuộc đoạn OA sao cho OH bằng R căn 2 trên 2. Xin nhắc lại các em là những bài toán liên quan đến cực trị hình học, các em phải kết luận bài toán bằng hai vấn đề: một, mắc hoặc min bằng bao nhiêu; hai là trong hình học thì điểm đó được dựng như thế nào. Điểm H này được dựng là thuộc OA sao cho OH bằng R căn 2 trên 2. Chúng ta tiếp tục sang bài số 5. Chúng ta sang bài cuối cùng của cái đề ôn tập số 1 này. Bài số 5 là tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M 5x bình cộng y bình trừ 2x cộng 2y cộng 2xy cộng 2014. Bài tập này thì có nhiều cách làm, nhưng với bài tập mà chứa hai biến ở dạng đa thức như thế này, để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất người ta thường bằng phương pháp dồn biến. Có nghĩa là chúng ta chọn một trong hai biến x hoặc y làm biến chính, còn biến còn lại coi như tham số. Thì ở trường hợp này chúng ta thấy là 5x bình bằng y bình, nhận thấy rằng là hệ số của x bình bằng 5 còn hệ số của y bình bằng 1, thì số 1 đó là số chính phương, thì ta chọn cái biến y là biến chính. Thì sắp xếp đa thức theo biến chính là việc làm đầu tiên. Bây giờ sắp xếp m bằng y bình cộng với 2xy cộng 2y cộng với 5x bình trừ 2x cộng 2014. Bước thứ nhất là sắp xếp đa thức này theo biến chính ở biến y. M bằng y bình phương cộng với, ở đây đưa y ra ngoài em có được là 2y x cộng 1 cộng với 5x bình trừ 2x cộng với 2014. Và M bằng, sau khi đã sắp xếp được đa thức này theo biến y thì em tiến hành ghép các số sao cho dưới dạng tổng bình phương. Đầu tiên hãy đưa y vào bình phương của một cái biểu thức nào đó. Ta áp dụng đẳng thức là a bình phương cộng 2ab cộng b bình phương, thì đây là a bình phương này cộng 2ab. Ở đây a bằng y, b bằng x cộng 1, thì b bình phương là x cộng 1 bình phương, được một cụm thứ nhất. Bây giờ ta kiểm tra lại xem có thừa thiếu gì không. Y bình đủ, 2y nhân y cộng 1 đủ rồi. Ở đây ạ, x cộng 1 tức là bình, trong này có x bình phương cộng 2x cộng 1, thì ở trong này có x bình phương mà đề bài là 5x bình thì còn thừa lại là 4x bình. Ở trong này có 2x mà đề bài là âm 2x thì ở ngoài phải là âm 4x. Trong này có số 1 mà đề bài có 2014 thì ở ngoài còn lại là 2013. Tiếp tục M sẽ bằng, ở ngoặc thứ nhất là y cộng với x cộng 1 tất cả bình,
hàng thức A cộng B tất cả bình. Tiếp theo, với ẩn còn lại là ẩn x, chúng ta cũng đưa vào hàng thức 4x bình chính là 2x tất cả bình trừ đi 2 lần 2x thì nhân với 1 là vừa đủ 4x, thì cộng thêm 1 bình phương và thừa ngoài là 2012. Ta ghép 4x bình phương trừ 4x vào hàng thức bằng cách như vậy. Và từ đây đến đây chúng ta có cái hàng thức thứ hai, m sẽ bằng y cộng x cộng 1 bình phương cộng với 2x trừ 1 bình cộng với 2012. Các em thấy đây là một biểu thức chứa tổng bình phương, bình phương biểu thức nhất cộng bình phương biểu thức thứ hai cộng 2012, và chúng ta lập luận tiếp như sau. Ta có y cộng x cộng 1 bình phương lớn hơn bằng 0 với mọi x, y. Còn đây là 2x trừ 1 bình phương lớn bằng 0 với mọi x. Suy ra tổng của y cộng x cộng 1 bình cộng với 2x trừ 1 bình lớn hơn bằng 0 với mọi x, y. Em cộng 2 vế với 2012 có nghĩa là y cộng x cộng 1 bình cộng với 2x trừ 1 bình cộng 2012 sẽ lớn hơn được bằng 2012 với mọi x, y. Vế trái chính là m rồi. Đây là tương đương với việc là m của chúng ta lớn hơn được bằng 2012 với mọi x, y. Em kết luận là giá trị nhỏ nhất, tức là suy ra m min, m nhỏ nhất đấy, bằng 2012 khi và chỉ khi hai biểu thức này cùng xảy ra dấu bằng 0. Có nghĩa là y cộng x cộng 1 bình bằng 0 và 2x trừ 1 bình phương bằng 0 tương đương với y cộng x cộng 1 bằng 0 và 2x trừ 1 bằng 0. Em giải ra thứ nhất em tìm được ngay x bằng 1/2. Em thay vào trên là y cộng với 1/2 cộng 1 bằng 0. Và cuối cùng là x bằng 1/2 y bằng âm 3/2. Ta tìm được x bằng 1/2 và y bằng âm 3/2. Kết luận bài toán này là vậy. Giá trị nhỏ nhất của m là 2012 khi x bằng 1/2 và y bằng âm 3/2. Các em chú ý với những dạng toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của đa thức chứa hai biến thì phương pháp dồn biến như cách làm của bài tập này là một phương pháp khá hay. Các em cố gắng luyện tập lại để chúng ta hình thành cái cách thức làm một bài tập. Vấn đề thứ hai là với bài toán cực trị đại số thì việc kết luận phải kết luận hai vấn đề: một, giá trị lớn nhất nhỏ nhất bằng bao nhiêu; hai là giá trị của biến bằng bao nhiêu. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chữa hoàn chỉnh một cái đề ôn tập đầu tiên, đề ôn tập số 1. Và một số nhắn nhủ với các em là trước khi chúng ta ôn tập, chúng ta hãy cố gắng ôn tập lại các cái dạng bài của chương trình toán học 9, sau đó chúng ta mới tiến hành làm đề. Và trong quá trình làm thì cố gắng trình bày đầy đủ các bước, không làm tắt. Và khi làm xong cố gắng kiểm tra lại xem kết quả làm của mình đã chính xác chưa, nếu sai sót thì chúng ta bổ sung. Và một vấn đề nữa đó là khi gặp những câu hỏi khó, chúng ta đừng bỏ cả câu hỏi và cố gắng nghĩ xem là cái câu hỏi khó đó chúng ta có thể làm được một phần nào hay không. Vì thực tế khi chấm các bài thi thì kể cả một câu hỏi khó chúng ta không làm được hết cả câu hỏi, mà chúng ta chỉ làm được một phần nào đó của câu hỏi, cũng có thể là có những điểm mà giúp chúng ta thành một cái điểm tổng rất là có lợi trong một kỳ thi. Như vậy là chúng ta đã chữa xong đề số 1. Và xin chào các em, hẹn gặp lại các em ở đề số 2.